Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang ở một cái nhà ga Gotschenschau ở Đức. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái phương tiện phổ biến của Đức, đó chính là tàu lửa. Thì với phương tiện này các bạn có thể đi hầu như tất cả mọi nơi trên nước Đức. Trước tiên thì để đi phương tiện này các bạn cần phải xem cái bản đồ thông tin. Thì đây là một cái bản đồ và tất cả các nhà ga đều có bản đồ này. Thì với bản đồ này là cái bản đồ của bang Hessen nên các bạn có thể dễ dàng tra thông tin những nơi mình cần đến. Đây là ga trung tâm Hoppenhof. Thì một lời khuyên cho các bạn rằng là nếu các bạn mà đi lạc thì các bạn cứ đi về ga trung tâm là được. Ở Đức có một đặc điểm là bạn mua một cái vé tàu thì bạn có thể sử dụng suốt một ngày, hoặc bạn có thể lên xuống bất cứ một chuyến tàu nào đi được hết tất cả mọi thứ. Còn bên đây là chúng ta sẽ nhận là có thời gian tàu chạy. Các bạn cứ tra theo thông tin này, các bạn sẽ biết được là thời gian tàu sẽ đến và tàu sẽ đi là những chuyến tàu như thế nào. Rất là dễ dàng để chúng ta xác định. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình muốn đi đến các trung tâm thì mình có thể tra chúng ta có quen men Hoppenhof nè, vâng vâng, thì chuyến đó là 11 giờ 17 phút, ví dụ vậy. Thì chúng ta cứ tra thông tin và chúng ta sẽ đi được. Sau khi các bạn đã xác định được cái vị trí và tàu đi rồi thì chúng ta sẽ xác định cái đường lai, thì nằm ở bên cái chữ Z này thì các bạn thấy đây là line. Thì ở đây thì cơ bản thì nó chỉ có hai line thôi. Bạn thấy nó chỉ có hai line và một line hướng đi và một line hướng về. Nhưng các ga lớn thì nó có thể lên tới khoảng 20 đến 30 line. Sau khi mà chúng ta đã xác định được cái đi rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái trạm mua vé. Đây là trạm mua vé ha. Đây là một cái máy bán vé tự động. Cách sử dụng rất là đơn giản. Mình nhường cho một bạn khác mua vé trước ha. Đây, thực ra là mình sẽ thực hành cái phần mua vé. Khi bạn ấy mua vé xong thì tới lượt mình. Các bạn cứ xếp hàng đây. Thì các bạn cứ cơ bản là các bạn chỉ cần lựa chọn cái thời gian và chuyến tàu mình đi, và sau đó các bạn cứ leo lên tàu ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cách thức mua vé như thế nào. Cách đơn giản nhất thì ở đây chúng ta có chọn ngôn ngữ tiếng Anh nha, thì đây là có các ga mà chúng ta cần đi. Các bạn cứ chọn như một cái ga, chẳng hạn như mình đi đến Berlin thì chúng ta có 4 loại vé cơ bản. Đầu tiên là Wanaway. Wanaway thì nó dùng để đi, chúng ta chọn người lớn hoặc là trẻ em nhé. Thì chúng nó dùng để đi một hướng và thời gian đi là 120 phút. Thì giá của vé của nó là khoảng 4 euro. Các bạn lưu ý là các bạn có thể đi nhưng mà trong vòng 120 phút. Ở đây thì nó có trong Wanaway thì nó có vé dành cho group 5 người. Chúng ta lưu ý là price 4 người nên là dành cho mình anh bạn đi. Còn đây group 5 người thì là dành cho nhóm 5 người đi. Đối với vé D-Track thì các bạn có thể là đi cũng theo dạng là nhóm 5 người. Đây là mình nên bạn đi nha, nhớ chú ý, chúng ta nhớ là price group là dành gái group 4 hay là dành cho mình nên bạn đi thôi. Còn không thôi là bạn sẽ đi nhóm 5 người. Tức là một nhóm 5 người thì trả là 16,75 euro, nhưng mình nên bạn đi thì một nhóm 9,65 euro. Thì ở các ga này thì họ khuyến khích là chúng ta sẽ đi nhóm. Và một cái loại khác nữa là One Day Group Ticket. Loại này thì dùng để các bạn cũng tương tự là cái nhóm kia thôi, tức là các bạn dùng để đi group. Các bạn đừng đi group. Ở đây thì nó có vé là ngày, vé tuần, vé tháng. Sau khi các bạn chọn xong, các bạn cứ rút tiền vào thanh toán thì các bạn sẽ nhận ở vé ở đây. Các bạn sẽ nhận vé ở đây. Các bạn nhận vé ở đây và tiền ở đây nha.
Thì cách thức thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần nhớ loại vé mình đi. Một số lưu ý đầu tiên là đi group 5 người các bạn phải ghi tên của các thành viên tham gia đi. Nếu các bạn không ghi tên vào thì cứ một người như thế thì họ sẽ phạt bạn 60 euro. Còn nếu giả sử như các bạn đi mình lên thì các bạn không cần ghi tên vào. Lưu ý vé tàu mà GMV các bạn có thể vừa đi tàu lửa vừa đi tàu điện ngầm, có một cái dạng metro giống như Việt Nam nha, và vừa có thể là tham gia đi xe buýt, miễn tất cả các logo có chữ GMV nha, có chữ GMV nha. GMV như thế này thì các bạn có thể đi bất cứ nơi đâu và bất cứ phương tiện nào. Thời gian sử dụng vé là trong ngày, thời gian sử dụng vé trong ngày. Đây là một cái tiếng ga này là một cái ga vận tải hàng hóa, chủ yếu là các bạn sẽ gặp rất là nhiều hàng ga hàng. Thì các bạn chú ý rằng là đối với vé one way á, tức là vé đi một chiều á, thì các bạn phải sử dụng trong vòng 120 phút. Các bạn có thể đi các cứ phương tiện nào nhưng các bạn phải sử dụng 120 phút. Các bạn có thể lên xuống tàu nhiều lần, nhưng mà từ thời điểm vé in ga đến thời điểm mà bạn bước xuống khỏi tàu thì phải trong vòng 120 phút. Đối với vé mà sử dụng nguyên ngày thì các bạn phải là các bạn có thể sử dụng đến hết ngày, và vé đó thì các bạn có thể lên xuống nhiều phương tiện và bao nhiêu lần tùy thích. Vé thì các bạn luôn luôn phải mang theo người. Nhân viên soát vé bên đây rất là ít, họ cũng hiếm khi mà soát vé, nhưng mà bạn không có vé thì bạn có thể bị phạt tới 60 euro tùy vào hãng. Đối với vé 5 người thì các bạn phải ghi tên những thành viên vào, và 5 bạn này luôn luôn phải đi chung với nhau. Đó là điều chúng ta luôn lưu ý nha, 5 bạn này luôn luôn phải đi chung với nhau. Các thành viên mà đi tách đoàn thì có thể bị, nếu mà không có vé thì sẽ bị phạt 60 euro một người. Ở các nhà ga thì luôn luôn có những cái chỗ mà các bạn để xe đạp như thế này. Thì trên tàu thì cũng qua xe buýt thì ở Đức xe đạp rất là phổ biến, nên các bạn có thể xách xe đạp lên tàu bình thường. Ở trên đó thì cũng không giới hạn cái việc mà bạn xách hàng hóa lên, miễn là cái hàng hóa và bạn có thể xách lên và xách xuống, cách đơn giản. Đó là cách mà vận hành của hệ thống nhà ga tàu điện ngầm. Và cuối cùng, khi các bạn đi lạc thì các bạn cứ tìm về ga trung tâm, thì từ ga trung tâm các bạn có thể đi bất cứ nơi đâu các bạn muốn. Đó là cái hướng dẫn của mình về cách sử dụng hệ thống tàu điện và cũng như xe buýt giao thông ở Đức. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào tạm biệt.